Theo bản tin dịch COVID-19 ngày 8 tháng 9, Bộ Y tế cho biết có thêm 12.680 ca mắc COVID-19. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 7.000 ca mắc. Trong ngày có 13.937 bệnh nhân khỏi. Tính từ 17 giờ ngày 7 tháng 9 đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 7.308 ca. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca, thành phố Hồ Chí Minh giảm 2 ca. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi ghi nhận số ca mắc cao với 273.154 ca. Theo tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố, thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 9 là 268 ca. Trong ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký công văn gửi Thủ tướng về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Theo nội dung công văn, trước đó Bộ Y tế đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt công tác điều trị để giảm bớt áp lực cho các cơ sở y tế công lập. Tính đến nay, có khoảng 10 bệnh viện tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia điều trị cho cả ngàn bệnh nhân mắc COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết qua khảo sát, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế cũng như định mức sử dụng, chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân rất khác biệt. Do đó, việc ngân sách nhà nước chi trả theo chi phí thực tế phát sinh điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân gặp vướng mắc. Ngày 1 tháng 9, Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị khẩn trương chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định các điều kiện, tổ chức điều trị bệnh và chi trả chi phí khám chữa bệnh COVID-19 tại các cơ sở ngoài công lập, để giải quyết kinh phí điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo nguồn lực để các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục công tác điều trị, giảm áp lực cho hệ thống y tế công lập. Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính, sớm tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 15.